Nhớ bạn trẻ. Ừ. Túp lều lý tưởng của anh và của em rất đơn giản, mưa hay nắng gì là tớ ứ sợi luôn, thoải mái luôn. Ừ. Nó sẽ có một khay, hai khay thì vẫn giữ được phong cách truyền thống và hiện đại kết hợp lại một một bên, thấy không? Khay thì khay ngoài đấy, không? Con này thì nó cũng cỡ tầm 5,5 rồi. Tại vì là biết sao không, các bạn, mỏ đã chuyển sang màu khác, gà ngực là bắt đầu chuyển hồng, lông đầu thì bắt đầu chuyển. Ừ. Con này thì ghen ăn tức ở của nó rồi đây, con này đây, tí cho nó ăn ít kia chứ phá quá rồi. Ừ. Màu đen màu đỏ mình làm ấy, các bạn biết là sao, khi nào cần thì mình rút ra mang đi chơi được, con này thì không bay được đâu, khỏi lo. Ừ. Đây bạn nào đấy, ừ, con kia thì màu đen, một cặp về xong thiết kế thì bây giờ cái chòi của mình là thiết kế như đây. Ừ. Gió này có thể thoải mái với nó luôn, không sợ nó bị ấy, thoải mái đấy các bạn thấy không? Về cơ bản cái con này ấy, thì nó cũng khá là thân thiện nha các bạn. Bọn người ta nuôi thì cũng người ta cơ bản là người ta nuôi thì nó cũng cắn đấy, dọa cắn thôi nhưng không cắn đâu, đừng có sợ đấy, đẹp không ạ? Giá của nó đây là nó như vậy nha các bạn. Ừ. Tình hình thực tế là bạn.